Những bản nhạc cổ điển lừng danh của bốn nhà soạn nhạc chứ danh thế giới Bach, Haydn, Mozart và Beethoven sẽ được các nghệ sĩ của dàn nhạc giao hưởng mặt trời trình diễn vào tối ngày 8 và ngày 9 tháng 11 năm 2024 tại Hà Nội. Với chủ đề Những giai điệu vượt thời gian, hai đêm hòa nhạc cổ điển trên sẽ diễn ra tại phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình ghi nhận sự tham gia của 5 nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước, gồm nghệ sĩ violon Trương Vũ, nghệ sĩ cello Michael Rio Hàn Quốc và 3 nghệ sĩ piano Trung Quân Jin, Trần Lê Bảo Quyên, Ngô Phương Vi. Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là nhạc trưởng Olivia Oshanin. Tại đây thì người yêu nhạc cổ điển sẽ được thưởng thức những giai điệu vượt thời gian theo một đề mục khác biệt. Theo đó, trong đêm diễn đầu tiên vào tối ngày 8 tháng 11, các nghệ sĩ sẽ trình diễn tác phẩm của 3 nhà soạn nhạc Mozart, Bach và Haydn. Còn trong đêm nhạc thứ hai thì sẽ là không gian âm nhạc cổ điển dành cho những tín đồ của nhà soạn nhạc Beethoven. Đại diện ekip sản xuất cho biết, tính anh hùng ca, những màn đối thoại say đắm và mãnh liệt là tinh thần của đêm diễn vào tối ngày 9 tháng 11.